Hello, xin chào, tao là Mày Nhá, giúp công nghệ nghe lén 4.0 hotline 0886 993 315. Hôm nay làm ra clip này để giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm camera gia đình có hỗ trợ quay 360 độ, đó, có làm thoại hai chiều này, đó, cũng như là có hỗ trợ quay ban đêm này, có cũng như là chức năng cũng như là xem được trực tiếp từ xa, có wifi 3G 4G, nhảy là full HD 0.0. Đó thì có mẫu này có tên là Evis C6L bạn nhé, hàng chính hãng của Evis này, với chất lượng ảnh là Full HD 0.0. Đó thì cái mẫu này thì là một mẫu mới mà đơn vị nhà mình là mới lên video clip này thôi. Đó, mẫu này thì rất là thích hợp cho những cái bạn nào mà ở nhà có thể là giám sát các cụ này, hoặc là giám sát những người mà người già này. Đó, và như các bạn muốn giám sát con của các bạn xem là học hành như thế nào, có chểnh mảng là bỏ học chơi game hay không. Đó, cũng như bạn muốn giám sát người giúp việc thì các bạn mua cái mẫu sản phẩm camera gia đình Evis C6L này thì đơn vị nhà mình đang bán với giá là 550.000 bạn nhé. 550.000 là miễn phí ship vận chuyển. Nhận hàng thì các bạn được bóc hàng ra kiểm tra và test thử. Cam kết chất lượng hình ảnh này cũng như là cách sử dụng thì giống như bây giờ mình đang quảng cáo bạn nhé. Đó thì đây là những cái chức năng của chiếc camera Evis C6L này. Thứ nhất là sẽ chức năng nó có thể là xem qua đám mây này. Đó, dùng thẻ nhớ tối đa là 256GB này, có chế độ ngủ này, đó, xem được nhiều điện thoại này, đó, cũng như là chế độ quay ban đêm này, làm thoại hai chiều này, kết nối xe wifi xem từ xa này, cảnh báo chuyển động này, đó, còn là đây sẽ là cái quay 360 độ bạn nhé. Nó thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra giới thiệu cho mọi người về mẫu sản phẩm này, cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết. Là mình sẽ mở sản phẩm ra này. Đó, đây là một bộ sản phẩm đầy đủ các bạn mua hàng nhé. Thứ nhất là sẽ gồm có một bộ phụ kiện này, thì bộ phụ kiện này thì tí nữa mình sẽ mở sau. Đó, và đây sẽ là cái camera Evis C6L này. Đây, đó, sẽ bị có mẫu hàng chính hãng Evis các bạn nhé. Nó thì mẫu này thì mắt cam nó quay rất là rộng nhá, mà nó có thể bay xoay 360 độ như này nhá. Đó, rất là tiện, mình có thể điều khiển từ xa hết. Đó, và đây là một bộ phụ kiện khi mà các bạn mua hàng chiếc camera Evis C6L thì ở đây mình sẽ mở sản phẩm ra này. Đó. Thứ nhất là khi mà các bạn mua thì sẽ gồm có một bộ dây nguồn này. Dây nguồn này là dây nguồn nói chung là nó là dây nguồn Samsung thôi. Các bạn sẽ cắm bằng cốc sạc đầu ra 5V là được nhé. Đó, và dây này thì rất là dài. Đó, dài được khoảng tầm tầm 3 mét đấy. Đó, rất là dài nhá. Đó, và một củ nguồn này, củ nguồn này các bạn có thể là cấp nguồn cho camera Evis nhé. Các bạn có thể cấp nguồn nguồn ra 5V thôi. Đó, và một đây là cái tờ giấy của nhà sản xuất này. Đó, và một một bộ đế này, một bộ đế cũng như là một bộ ốc vít nhá, để các bạn có thể là gắn vào bên dưới của chân, là các bạn sẽ gắn vào như này. Đó, sau đó bạn sẽ cài vào trong cái đây thôi. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera gia đình Evis quay 360 độ có mã là C6L đây thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh Huy Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Nhận hàng thì các bạn được bóc hàng ra kiểm tra và test thử. Cam kết chất lượng, hình ảnh cũng như hướng dẫn sử dụng thì như bây giờ mình đang quảng cáo đây các bạn nhé. Đó, và đơn vị nhà mình là có bán kèm thẻ nhớ các bạn thêm. Thẻ nhớ là 64GB, hàng chính hãng của Evis đây nhé. Thì đơn vị nhà mình đang bán với giá là 100.000. Đó, thì các bạn chỉ cần mình sẽ khi mà các bạn mua hàng, nếu mà các bạn mua thêm thẻ nhớ thì mình sẽ gắn sẵn thẻ nhớ vào bên trong cho các bạn luôn nhé. Đó. Thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số nút chức năng ở trên chiếc camera Evis C6L và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết nhé. Đó, đây là phần mắt camera này, mắt camera xoay 360 độ này. Đó, đây sẽ là các bạn sẽ khi mà các bạn vuốt lên trên này thì các bạn sẽ thấy dưới này sẽ là cái khay cắm thẻ nhớ đây. Đây sẽ là cái nút để các bạn thả reset camera. Thì khi mà camera các bạn dùng lâu mà bị đơ là chất lượng ảnh nó kém á thì các bạn sẽ dí lên mà nút reset này khoảng 10 giây để reset camera. À, còn khi mà hình ảnh nó đang mượt thì các bạn không cần phải reset nhé. Và bên dưới đây sẽ là cái chân chân đế này bên dưới này, và đây sẽ là cái mã chuẩn bị nhá. Thì các bạn sẽ dùng cái kết nối cái mã này và quét cái mã QR code này để kết nối nhá. Đó, và đằng sau này sẽ là cái chân cắm nguồn này, và đây sẽ là cái chân cắm đầu mạng để các bạn có thể là gắn mạng trực tiếp vào cho nó ổn định nhá, không kết nối wifi nữa. Đó, thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ nhớ là 64GB thì mình sẽ gắn vào nhé. Thẻ nhớ thì bạn sẽ gắn theo trời cho mình. Mặt đầu bạn hướng lên trên nhé. Đây, gắn vào. Đó, các bạn gắn vào kêu tạch một cái như này. Đó, sau đó bạn sẽ cấp nguồn cho cam ra. Đó, bạn sẽ cấp nguồn vào. Mình sẽ đảo dây nguồn ra nhé.
Đó, các bạn đây mình sẽ cắm dây nguồn vào. Đây. Đây, mình sẽ cắm ở trong cốc sạc rồi. Đây, mình sẽ cắm ở cốc sạc này. Đó, cắm như này là camera đang hoạt động được bạn nhé. Để mình cắm phụ kiện đi. Đó, tiếp theo thì để sử dụng một chiếc camera gia đình C6L này, em biết C6L này thì các bạn sẽ cần tải cho mình một ứng dụng điện thoại là ứng dụng em biết các bạn nhé. Thì bạn nào đang sử dụng điện thoại là iPhone thì các bạn sẽ vào cửa là App Store này tải. Các bạn nào sử dụng điện thoại là Samsung, Oppo thì các bạn sẽ vào cửa là Shopee để tải nhé. Thì ở đây mình đã tải sẵn ứng dụng là Evit về điện thoại rồi. Tiếp theo thì các bạn chọn mục là Evit này. Thì khi mà các bạn vào trong ứng dụng này Evit thì ứng dụng cho các bạn bảo các bạn là đăng nhập bên trong. Thì bạn nào chưa có tài khoản đăng nhập thì các bạn chọn tạo tài khoản nhé. Thì sau đó bạn sẽ nhập cái Gmail của bạn vào, rồi các bạn chọn nhập mật khẩu vào. Sau đó sẽ gửi cho các bạn một cái mã về Gmail thì các bạn nhập cái mã đó vào rồi tạo mật khẩu là xong. Đó, và là các bạn muốn đăng nhập nhanh hơn thì các bạn chọn vào mục là đăng nhập bằng phương thức khác này. Thì các bạn có thể đăng nhập bằng Google này, đăng nhập bằng TikTok này, đăng nhập bằng Line này, đăng nhập bằng Facebook này. Nó rất là nhiều cách đăng nhập nhá. Thì đây mình đã có sẵn tài khoản rồi thì mình sẽ nhập đăng nhập vào thôi. Đó, mình sẽ đăng nhập vào bên trong nha. Đó, đây. Mình sẽ đăng nhập vào bên trong. Đó, thì khi mà các bạn đăng nhập vào bên trong thì đây, mình sẽ ấn mục không phải bây giờ. Đó, các bạn chọn vào mục là thêm gắn thiết bị này. Đó, các bạn chọn mục là camera. Đó, sau bạn sẽ quét cái mã trên camera nhé. Đó. Đó, quét cái mã trên camera ở dưới mặt đáy đây. Đó, thì sau đó bạn sẽ chọn mục là đã bật nguồn thiết bị này. Các bạn sẽ gắn vào. Sau bạn chọn kế tiếp. Đó, các bạn chọn mục là khởi động nhé. Các bạn chọn mục là đèn báo nháy xanh dương kế tiếp này. Đó, sau đó cái mục này thì các bạn sẽ điền cái mật khẩu wifi của nhà các bạn vào. Đó, đây là mình đã điền sẵn rồi nhé. Các bạn chọn kế tiếp này. Đó, kết nối. Đó, thì các bạn sẽ đợi một chút thì cái camera cũng như là cái điện thoại của mình nó sẽ kết nối được với nhau. Nó cũng kết nối, nó cũng tương tự như camera do si thôi. À, bạn đợi một chút kết nối đây. Thì các bạn có thể là đặt tên cho camera này. Các bạn có thể quay trong phòng khách này, phòng ngủ, phòng bếp này, phòng trẻ em này. Nói chung là cái này không quan trọng lắm đâu. Nó thì các bạn sẽ đợi một chút, khoảng độ 15 đến 20 giây thì cái camera Evit C6L này sẽ kết nối với điện thoại của các bạn. Đang kết nối tới wifi. Các bạn đợi một chút. Và nó kết nối thành công thì nó sẽ báo nó kết nối thành công. Đã kết nối tới wifi. Đăng ký platform thành công. Đấy. Cấu hình thành công. Chào mừng bạn đến với Internet. Đây, các bạn có thể là đèn kế tiếp này. Kế tiếp đây thì các bạn có thể là đổi được cái mật khẩu của cái camera này nhé. Các bạn muốn đặt mật khẩu như nào hoặc là bạn muốn đổi mật khẩu như nào, bạn nhập vào đây. Đó, mình không cần đổi mật khẩu, mình ấn quay lại. Đó, các bạn ấn vào đây để xem đây. Đó, đây, các bạn muốn, đây mình sẽ cho to cái màn hình đây. Đây, các bạn có thể là chọn cái chế độ phân giải tối đa sẽ là Full HD này. Thì ở đây mình đã chọn là Full HD nhé. Full HD 1080 rồi nhé. Mẫu này là giá rẻ, nó sẽ là Full HD 1080. Đó, chế độ đây sẽ là đàm thoại 2 chiều này. Alo lô. Alo lô. Đó, các bạn muốn đàm thoại 2 chiều thì các bạn sẽ dùng đến cái chức năng này nhé. Thì các bạn có thể là nói chuyện xung quanh. Đó. Còn đây sẽ là cái chế độ. Đây, chế độ này sẽ là chế độ này các bạn có thể là quay camera cho nó. Các bạn muốn điều chỉnh 360 độ thì như nào thì các bạn điều chỉnh thôi. Đó, đây. Rất là hay luôn. Đây. Đó. Đây. Các bạn muốn điều chỉnh góc nào thì các bạn điều chỉnh nhá. Đây. Đó. Tiếp theo thì các bạn tắt đi này. Tiếp theo thì bây các bạn muốn chụp ảnh lại thì các bạn chọn một máy chụp ảnh đây, sẽ là chụp ảnh lại này. Còn các bạn muốn lưu lại video thì các bạn nên chọn ở bên cạnh của máy chụp ảnh đây, sẽ là chế độ lưu lại video. Đó, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Đó, các bạn muốn lưu lại video thì các bạn chỉ cần kích một lần thôi. Nó sẽ tự động lưu lại vào album. Nó tiếp theo thì đó, các bạn chọn mục chia sẻ đây thì các bạn có thể là chia sẻ nhé. Đó, các bạn có thể là chia sẻ qua mã QR code này. Các bạn muốn chia sẻ cho ai thì các bạn sẽ chụp cái mã QR code này gửi cho họ, rồi bảo họ tải ứng dụng lại Evit ra, rồi sau đó quét cái mã trên cái thiết bị mà các bạn đã chia sẻ là được các bạn nhé. Đó. Tiếp theo thì trong này nói chung là nó cũng có chất chi tiết rồi. Thiết bị ở gần này. Đây. Mẹo này. Nói chung là trong này các bạn nó toàn bằng tiếng Việt thôi. Các bạn muốn dùng cái chức năng nào các bạn sẽ các bạn sẽ dùng nó các bạn nhé. Đó, con này nó có cả chế độ quay này.
Đó, rất là nét luôn các bạn nhé. Đó thì nói chung là với giá là 550.000 mà miễn phí vận chuyển, thì đối với cái mẫu mà Camana Ebit C6L này thì nó rất là phù hợp cho gia đình của bạn rồi. Đó thì nói chung là sử dụng vào cái mẫu Camana Ebit C6L này nó rất là đơn giản thôi, các bạn không cần phải nhờ ai cả bạn nhé. Nhận hàng thì các bạn chỉ cần làm theo từng bước ở trong cái từng bước ở trong cái ứng dụng, nó sẽ có từng bước chi tiết hết. Thì hoặc là khi mà các bạn sử dụng mà có vướng mắc gì, các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình, thì đơn vị nhà mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Đó thì vừa rồi mình đã giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho mọi người về cách sử dụng chi tiết của chiếc camera gia đình quay 360 độ có mã là C6L, hàng chính hãng của Epit. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu sản phẩm camera gia đình này thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0886 993345. Các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân bên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí được các bạn. Video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm mọi người ở những video clip sau.